Xin chào tất cả anh chị các bạn, mình là Như Châu. Hôm nay mình đến đây để giới thiệu với anh chị các bạn một khóa học rất là đặc biệt. Khóa học này sẽ bắt đầu vào trong tuần sau. Đó là khóa học sống khỏe cùng với thực dưỡng. Nếu mà các bạn mong muốn có một cái chế độ ăn uống giúp cho các bạn được giảm cân mà không bị đói, một cái chế độ ăn uống giúp cho các con của bạn có thể lớn lên mà không bị nhiều bệnh tật, cũng như là có thể giúp cho gia đình của bạn có một cái phương pháp ăn uống đặc biệt để chống chịu lại với những cái bệnh do dịch, những cái bệnh do các bệnh nan y của thời đại như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp, kể cả ung thư, thì đây là một cái khóa học dành cho bạn, một khóa học rất là đặc biệt. Mình xin giới thiệu, mình tên là Như Châu. Mình đã có một cái thời gian nghiên cứu thực dưỡng bắt đầu từ năm 2005, và sau đó đến 2010 thì mình bắt đầu mở một công ty về làm về thực phẩm thực dưỡng như là gạo lứt. Và sau đó mình đã có một quá trình từ 2010-2018 mình đã tư vấn cho rất là nhiều khách hàng qua cái quá trình đó, và mình đã học hỏi rất là nhiều trong cái quá trình đó. Mình đã học hỏi rất là nhiều trong việc tư vấn cho khách hàng các chương trình khác nhau như là giảm cân, nuôi con bằng sữa mẹ, các chương trình hỗ trợ bệnh lý như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Và mình đã có thời gian chia sẻ với các anh chị các bạn những cái giá trị về thực dưỡng. Và đến 2005 thì mình thấy rằng là nếu bạn có một cái nguồn thực phẩm sạch, một nguồn thực phẩm tốt vẫn chưa đủ. Nếu các bạn không có các kiến thức về thực dưỡng, bạn không biết cách phối hợp các thực phẩm, ăn làm sao cho đúng cân bằng âm dương, nấu làm sao cho quân bình axit và kiềm, thì cái thực phẩm sạch, thực phẩm tốt cũng không có nhiều lợi ích lắm cho các bạn. Vì vậy mà bắt đầu 2015 mình đã bắt đầu mở các cái khóa offline ở nhà tại Hà Nội để có thể hướng dẫn cho anh chị các bạn cái cách nấu ăn đúng đắn và những cái lý thuyết thực dưỡng bắt đầu. Và sau đó, sau 3 năm giảng dạy theo hình thức offline thì mình đã chuyển sang hình thức online. Và hiện nay thì mình đã chuyển sang nước ngoài để sinh sống. Thì với cái mong muốn được chia sẻ với anh chị một cái khóa học mà với 15 năm kinh nghiệm, những cái gì mình đã đúc rút, mình đã kết hợp và mình tổng hợp lại và mình đã đưa vào cái khóa học lần này. Với chỉ có 5 buổi thôi, các bạn hoàn toàn có thể có một cái bức tranh toàn cảnh về chế độ ăn thực dưỡng. Với buổi 1 chúng ta sẽ học về 7 nguyên lý cơ bản của thực dưỡng và cách xử lý các cái thực phẩm liên quan đến ngũ cốc. Buổi 2 chúng ta sẽ học về nguyên lý âm dương và cách chế biến các thực phẩm đậu đỗ. Buổi 3 chúng ta sẽ học về nguyên tắc axit và kiềm và cách chế biến các món rau củ quả và nước dùng. Buổi thứ 4 chúng ta sẽ học về 10 cái chế độ ăn uống dưỡng sinh, và về thực hành thì chúng ta sẽ nghiên cứu cách sử dụng các cái gia vị trong thực dưỡng. Còn buổi thứ 5 là buổi cuối, chúng ta sẽ học về làm thế nào để thanh lọc cơ thể và các trợ phương được thường dùng trong thực dưỡng. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ học trong tuần tới. Nếu các bạn có thể tham gia được khóa học này thì các bạn sẽ mang lại cho mình rất là nhiều lợi ích. Và Như Châu có một cái chương trình đặc biệt. Thứ nhất là khi mà bạn tham gia cái lớp sống khỏe với thực dưỡng, bạn sẽ được tặng hai quyển sách, đó là quyển 60 ngón chay thực dưỡng và cái quyển gõ cửa thực dưỡng. Đó là hai quyển sách mà do Như Châu và một cái đội ngũ gồm rất là nhiều bạn cộng tác biên soạn và sản xuất. Trong vòng 2 năm thì mình mới ra được quyển đó, và bạn hoàn toàn nhận được cái quyển đấy hoàn toàn miễn phí nếu bạn tham gia cái chương trình này. Một cái điều đặc biệt thứ hai là bạn sẽ tham gia vào cộng đồng thực dưỡng của Như Châu. Cái cộng đồng thực dưỡng đó là cái group học thực dưỡng cùng với cộng đồng sống khỏe với thực dưỡng. Thì các bạn sẽ ngày ngày nhìn thấy các bạn trong nhóm up các ảnh lên và cũng chia sẻ các kinh nghiệm sử dụng trong các gia đình. Một cái lợi ích tiếp theo đó là bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái nguồn dữ liệu cũng như những cái kiến thức update của Như Châu hàng ngày, hàng tháng để các bạn có được những cái tài liệu để chống chịu lại với những cái quá trình bị dịch bệnh hay là những cái bệnh mới nó nảy sinh ra. Và một điều đặc biệt là bạn sẽ nhìn thấy cái sự thay đổi rất là đặc biệt với sức khỏe và gia đình của các bạn khi mà các bạn tham gia cái chương trình này. Nếu các bạn cần có bất cứ thông tin nào thì vui lòng hãy liên hệ hoặc inbox của Như Châu, thì mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi các bạn. Và khóa học này sẽ bắt đầu vào trong tuần sau vào lúc 8 giờ tối từ thứ hai cho đến thứ sáu, và hẹn gặp lại các bạn ở khóa học đó. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.